Dạ có ước mơ là sau này con ráng con làm con xây nhà cho ba mẹ không? Dạ có. Con nói sao ước mơ sao nói cho chú nghe. Ước mơ là con xây ngôi nhà thật đẹp để cho ba và mẹ sống. Ừ. Sau này con ước mơ con làm gì? Ước mơ con làm là trong công ty. Ủa sao làm trong công ty? Làm giám đốc hả? Dạ. Làm giám đốc công ty hay sao? Hay là công nhân? Con làm giám đốc công ty. Công ty gì? Công ty con hiện tại con chưa được, con chưa đặt tên. À, công ty của con chưa đặt tên. Nhưng mà tương lai là sau này con sẽ làm giám đốc công ty hả? Dạ. Ráng cố gắng đi. Rồi đi học rồi sau này con học giỏi con mới giúp được ba mẹ chứ. Nha. Dạ. Ừ. Hứa không? Hứa. Ừ, chú lát cho chú cho tiền con đi mua mua sách đi học nha. Dạ. Ừ, ráng cố gắng đi. Xin chào tất cả mọi người, hiện tại là Thép đang có mặt tại thôn Văn Hóa Thuận Lợi thuộc xã Phước Thuận, huyện Ninh Phước của tỉnh Ninh Thuận. Hiện tại Thép đang có mặt tại nghĩa trang của thôn Văn Hóa Thuận Lợi cả nhà. Thì cách đây hơn một năm trước, tức nghĩa là gần 2 năm rồi, Thép có chia sẻ với tất cả khán giả một cái hoàn cảnh là một trường hợp của anh Phong. Anh bị tai nạn lao động, có nghĩa là anh đi gánh dừa mướn cả nhà. Thì trong quá trình gánh thì khi mà chúng ta di chuyển bị sụp cái lỗ. Thì lúc mà sập á, thì cái dừa nó đè lên người ảnh, thì ảnh bị liệt nửa người. Xét thấy hoàn cảnh cực kỳ khó khăn luôn, ảnh bị liệt nửa người, ảnh phải ngồi xe lăn. Mà ảnh có vợ nuôi thêm hai đứa con nữa. Cái lúc đó cái nhà của ảnh bằng bùn cả nhà. Thì Thép tới thì thấy hoàn cảnh rất khó khăn, thấy có giúp đỡ ảnh số tiền để đi gọi là đi chữa bệnh. Với thấy hoàn cảnh khó khăn, cũng Mạnh Thường Quân họ cũng phát tâm xây dựng tặng cho ảnh cái ngôi nhà tình thương số 2. Và sau khi tặng cho anh ngôi nhà ảnh tình thương số 2 thì vài tháng sau á, những cái sức khỏe ảnh suy yếu á thì ảnh mất cả nhà. Thì cách đây 11 tháng rồi thì Thép chưa có quay lại thăm cái ngôi nhà tình thương số 2. Với lại hôm bữa có cái bà cô tên là Sơn Trà ở Đà Nẵng có gửi cho Thép số tiền 3 triệu nhờ Thép hôm nay tới thăm gia đình, tặng cái số tiền đó cho con của anh Phong để cho có bé đi học rồi nha cả nhà. Thì mời tất cả khán giả hãy đồng hành cùng Thép nha, đi thôi. Không biết là có mấy mẹ con ở nhà không nữa cả nhà. Hôm nay là Thép lựa một ngày thứ bảy nha cả nhà. Thứ bảy để gặp mấy đứa nhỏ. Chào chế. Trời ơi, bữa nay có mấy đứa nhỏ nha. Chào con. Ôi trời ơi, một năm không gặp lớn ra luôn. Chào con. Giới thiệu với cả nhà, nhà tình thương số 2 nha cả nhà. Nhà tình thương số 2 của kênh Cú Đấm Thép tặng. Nhà anh Phong và nhà số 2 hiện tại là đang xây nhà số 5 rồi. 11 tháng rồi mới ghé thăm gia đình. Chào con. Dạ, anh chào chú. Khỏe không? Dạ khỏe. Bữa nay có đi học không? Dạ không, bữa nay thứ 7 nên con nghỉ. Chào con. Chú Thép á. Hồi lúc á, một năm trước là nó còn nhỏ, nó không có biết gì đâu. Nhưng mà bây giờ nó biết không ta? Dạ biết hả, mà mở lướt Facebook hoặc mở YouTube á. À, thấy chị chú Thép. Chú Thép hả? Xong bắt đầu rồi hỏi ba đâu thì nó chỉ ba nó ngồi bên bàn á. À. Chào anh Phong luôn. Đi vô lắp nhang cho bà cái. Rồi con trai đi lắp nhang cho chú Thép này. Bữa giờ hồi giờ ba có về không con? Dạ không. Chứ con không nằm mơ thấy ba. Dạ không. Đấy, ba được lên thiên đàng rồi. Ba không có về. Anh cười. Anh Phong này là lúc trước á, lúc trước anh bệnh cả nhà, anh bị tai nạn, anh đi gánh dừa, anh sập cái hố, bị té, xong đó bắt đầu nó kiểu như bị liệt á cả nhà, bị liệt nửa thân người á, xong nó giảm á, nó suy giảm chức năng cơ thể của anh, rồi anh bệnh, đủ thứ bệnh. Ủa sao không cháy ta? Con sao không cháy con? Dạ cháy cho chúng. Có khi nằm mà. Có đang cháy không? Hồi nãy con bật cái cháy mà.
Lâu lâu gặp anh Phong đốt cho anh Phong cây nhang mà sao. À chạy chạy. Dạ. Hôm nay chị có đi làm không? Hôm nay em xin nghỉ một buổi. À, xin nghỉ một buổi. Tại vì nửa tháng là em được nghỉ một ngày. À, hôm bữa giờ chị làm cái gì? Dạ, em làm ở nhà bếp tiệm bánh kem. À, làm thôi bánh mà kem. Làm ra bánh bông lan, đồ các loại bánh. Ừ. Chị là sinh, chị sinh năm mấy em quên rồi ta? Dạ, năm 94. 94, chị lớn hơn Thép 1 tuổi cả nhà. Bây giờ con cái 2 tuổi, hai đứa rồi thấy không? Đứa này cũng gần có bạn gái nữa rồi. Mà chú Thép vẫn chưa có con luôn. Khổ vậy chứ. Dạ, em học lớp 5 cuối. Rồi lớp 6 rồi. Là có bạn gái rồi. Đúng không con? Đúng cá. Không, bây giờ lớp 5 là có bạn gái rồi á. Có chưa? Dạ chưa. Chưa hả? Vậy là dở hơn chú Thép rồi. Chú Thép học đó lớp 5 là có bạn gái rồi. Rồi. Rồi bữa nay thứ bảy con nghỉ hả con? Dạ. Con tên gì chú Thứ quên tên à? Con tên là Lê Duy Hăng. Hăng hả? Dạ. Ừ. Nhớ, chỉ có nhớ cái tên giám đốc thôi chứ không có nhớ tên Hằng. Quên. Đây qua ảm ai? Dạ chú ảm. Qua chú ảm ấy. Anh ngại. Bữa giờ anh bệnh bị viêm phổi. Con tên gì vậy con? Con tên Diệp. Qua đây. Chú kia ba. Năm trước á, mình sẽ để một đoạn video năm trước cho cả nhà xem. Anh có chút bẻo, anh không biết cái gì đó. Tôi nói anh thấy lạ không? Anh thấy chú lạ hả? Qua đây chú ảnh nè. Lạ. Thấy lạ nó chưa? Đây qua đây chú ảnh. Ôi dễ thương nữa kìa. Biết đi luôn à? À thôi 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 đừng khóc nha con nha. Chú lạ không? Chú lạ. Nến là nên mày chừng với mày chừng. Bây giờ anh lớn là anh gặp chú Thép anh cũng ngại nữa thấy không? Anh còn tháng nữa đủ 3 tuổi. Nè. Đó chạy đi đâu? Chạy đi đâu? Hả? Không biết ơi. Không biết ơi. Gì vậy chứ? Trời ơi, đã quá ông ơi. Ở đó có chút xíu xíu à. Được thương không? Rồi chị đi làm là ai giữ? Em gọi trẻ từ thứ hai tới thứ bảy. À. Còn chủ nhật là hai anh em nhà chơi. Nó dễ tính không chị? Dạ cũng thì lúc có lúc nó cũng ngang, nó làm nhặt, à. Nó quánh anh đó, xong đồ cái nó la làng lại. Quánh anh đó luôn hả? Cứ ông anh không cho cái dược đồ cái nó tới rồi tay nó cắt miếng. Dạ thôi đó. Đó thấy không? Nhắc anh rồi đó. 11 tháng rồi qua thấy nhìn anh nó khác hơn. Dạ. Dễ thương hơn. Giống mẹ ra luôn á. Dạ, anh Phong thì cũng còn ít bữa nữa là cúng giáp năm. Ồ, ít bữa nữa là giáp năm hả? 29 tây mình giáp năm. Vậy là tính ra là cũng cả năm rồi đó. Lúc trước lúc mà anh mất là Thép cũng tới. Dạ. Thăm rồi cái lúc đó là lúc hình như lúc đó là lần lúc anh mất là Thép tới tâm. Dạ. Tới thăm. Rồi xong tới lúc đó tới giờ luôn á. Được năm rồi. Bữa nay anh biết chú Thép chú đồ chưa? Hôm bữa tới anh đâu có biết gì đâu. Lúc thì bút bột đầu dừng mẹ chú Thép à. Chị nó hay sao mà nó biết hay à? Hai anh em ở nhà cứ mở TV tối rảnh là mở. Đâu TV đâu? Dạ TV này ai cho chị hay là mua? Hôm đợt về nhà mới có cái cô ở bên nước ngoài gửi cho anh kêu em mua TV á. Trên kênh của em hả? Dạ đúng rồi. Coi YouTube được không con? Dạ được. Mở cho chú xem thử coi. Đây là watch trên đây nè. Lúc xây nhà là có cái cô kia cho hả? Dạ. Chắc tại vì Thiết cũng quên đó cả nhà. Có cái cô gì cũng cho. Cái nhà này hả, lúc xây là 100 mấy chục triệu á. Trăm mấy gì? Trăm mấy gì chị? Dạ 125 triệu. 125 triệu cả nhà. Coi thử màu ok không? Tại vì Sony nó màu nó cũng ngon lắm đó nha. Bắt wifi luôn rồi hả? Dạ wifi nhà ngoại. Có thường xuyên xem video của chú không con? Dạ ít
Ít lắm hả? Dạ, tại đi học đó chưa. Có bữa đi học tới cả ngày rồi. Mỗi lần coi là phải bắt bắt wifi gì á hả? Từ nhà ngoại bắt lên hả? Ờ, yếu lắm. Bắt gì đó yếu. Ít cả nhà đi hết á, mà mỗi tháng là đóng tới 165.000 á, ngoại nghĩ là đi hết cả ngày rồi. Mà mình đóng tiền gì nó lãng phí, mình để cái tiền đó mình đóng lại tiền điện như tiền nước. Bắt gì nó hơi yếu. Rồi yếu quá mở không nổi luôn cái này. Đã mở được á. Màu rồi cũng đẹp hết chứ. Cái này mua nhiêu của ta? Dạ lúc em mua 7 triệu. À, Sony mà mua 7 triệu cũng cũng được ở cả nhà. À lúc đó hình như thép nhớ là có cái bà cô gì á, bà tặng tiền xong bắt đầu gửi kêu đi mua tivi á. Đúng rồi đó. Bên kia dạ. Đó, nó lên rồi đó. Đó, lâu lâu có mở mấy video cũ lại coi không con? Dạ có chứ. Hả? Lâu lâu nhớ ba mở lại coi hả? Dạ. Vừa có ở nhà có quay video hồi được mà ba đút cơm nha, xong rồi tới giờ ăn cơm mở lên hỏi ai đút con nói ba đút. Có mở có mấy video ngày xưa của ba để tiếp mở nha. Tại vì lâu quá nó cũng hơi lâu. Mở mấy video của bà coi nó có biết bà không? Dạ biết. Cứ mỗi lần dọn chén ăn cơm kêu ba cơm nha, sáng đi học thì mặc áo xong rồi thắp nhang. À ba con học nha. Rồi có rồi. Bây giờ coi nhà số 2 nha. Chú muốn giúp đỡ con xây một căn nhà nhỏ nhỏ để cho ba mẹ con ở, con chịu không? Dạ chịu. Mừng không? Dạ mừng. Con muốn xây khoảng bao nhiêu tiền? Con muốn xây khoảng bao nhiêu tiền? Dạ 12-20 triệu gì đó. Để cài đặt mở cho nó chất lượng nấy lên cái. Không biết mở chất lượng lên cái cầu tấp nhà mà. Ồ mở chất lượng nó lắc kìa ta. Dạ cái đó em không biết là tại hồi đó giờ wifi nó yếu á. Người ta cài sao mình về mở gì chứ không có biết cài như như quy. Mà cỡ là 10 tới 15 triệu là được rồi. À có ước mơ là anh xây một cái nhà à, mới để cho bọn con nữa. Nói chung là ba kìa. Tại vì biết sao không? Ước lâu rồi bây giờ mình không có tiền để làm nữa. Ráng làm, bây giờ bị tai nạn nè. Vậy thôi chứ đâu có làm gì được đâu, ra tiền đâu mà ước tỷ chứ. Ước mà chưa biết chừng nào rồi, mình cắt nó đi. Tổng cộng ủng hộ gia đình mình là 100 triệu 418 ngàn. Mình sẽ đưa trước là 50 triệu 418 ngàn. Rồi em đưa thêm cho chị là 50 triệu nữa. Bữa nào vào nhà mới em tổng kết lại một lần nữa. Không biết ba không? Nhớ còn nhớ mặt ba. Dạ hình cười. Sáng nào cũng dòng tay ạ rồi mới đi học. Tới bàn thờ ba dòng tay ạ. Ai đấy con? Nhớ mấy hôm mà nó hay bắt nhớ lên nó tắt sổ nó cháy nhà. Anh ngồi tắt đi. Nghĩ đâu vậy đâu? Nó lúc anh có chút biểu mèo thấy không? Cái đèn nằm lên khác nè. Cảm ơn cho em, 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 cảm ơn cho
con vô đây thôi. Con nhiều ba ngồi ba khóc bây giờ. Đây là ngôi nhà tình thương số 2. Ngày xưa lúc năm trước xây 125 triệu cả nhà. Nói chung mà cũng nói cũng ok cả nhà. Tại vì đây bếp với phòng khách kế bên nhau, với lại xây thêm hai cái phòng về toilet nữa. Hiện tại là thép đang xây cái ngôi nhà tình thương số 5. Mà số tiền phải nói là rất là lớn luôn. Năm trước với năm sau nó chênh nhau rất là nhiều luôn cả nhà. Tại vì sắt rồi bây giờ nó lên á. Với lại cái ngôi nhà số 5 kiền nó xây cao quá. Kiền nó xây tới 1 mét nữa. Nên số tiền nó đội lên rất nhiều luôn. Con biết nấu ăn chưa con? Dạ không. Con nấu cái gì được phụ mẹ? Con phụ mẹ được có món cá chiên với trứng. À cá chiên với trứng hả? Con biết nấu cơm không? Dạ biết. À con chị làm mấy giờ chị về? Dạ tùy bữa, có lúc thì em tới 7 giờ mấy anh tối mới về. Có lúc thì được 5 giờ về. Thì theo cái lượng khách đặt bánh á. Nếu mà khách đặt nhiều thì mình làm nó giờ trễ một xíu. Còn mà khách bữa nào vắng khách một xíu thì mình được giờ sớm. Vậy là mình làm tháng hay làm ngày chị? Dạ em làm tháng. Một tháng người ta trả bao nhiêu? Dạ người ta cho bao cơm trưa thì em mới vô thì tầm 4 triệu. À bao cơm trưa được 4 triệu một tháng hả? Mới làm được 1 tháng mấy. À là một tháng làm 30 ngày hay là tháng làm 26? Dạ tháng làm 28 ngày. À tháng làm 28 ngày luôn hả? Dạ. À vậy là cho nghỉ được một tháng, nghỉ được 2 ngày. Dạ. À hiểu. Thế còn lúc trước thì em bán shop á thì một tháng có 3 triệu mấy mà cơm nước mình tự lo. Nên nó cũng túng thiếu. Sau này được bà chủ bà coi được video nè, bà thấy hoàn cảnh gì bà nhận vô làm. Bà nói con bán làm thì bây giờ mới rồi vô học việc làm thì cô tính cho con thêm được một ít. Nên chứ những chỗ khác là người ta trả thấp á. Rồi chị làm một sáng là phải đi làm tới chiều về, phải làm ngày 8 tiếng đó hả? Dạ em làm từ bắt đầu vô làm từ 7 giờ rưỡi. À. Cho tới bữa nào về là 5 giờ về. 7 giờ rưỡi tới 5 giờ. Dạ. Nói chung là làm giờ hành chính luôn đó cả nhà. À, trưa rồi ăn uống ngủ đó luôn. Dạ. Ừ. Trưa được nghỉ ăn trưa 1 tiếng đồng hồ. Rồi vì con đi học hả? Dạ. Rồi con về nhà là mẹ chưa về là con làm cái gì? Dạ, mẹ chưa về thì con nấu cơm. À nấu cơm nấu đồ biết nấu hả? Dạ. Năm nay học lớp mấy rồi? Năm nay con học lớp 5. À lớp 5 mà biết nấu cơm nấu đồ là giỏi ghê thôi. Mấy hôm anh ở nhà bà ngoại ướp thịt cho xong cái nó nhóm lửa than nó ngồi nướng thịt ăn cơm. À giỏi hết chứ, tôi tính là lớp 5 mà biết. Còn chủ nhật thì ở nhà chơi với em rồi ngoại nấu ăn rồi rút cơm em ăn. À giỏi ha. Nè giới thiệu với cả nhà đây là bếp. Vậy con nấu được không? Cao quá không? Dạ không. Cao quá không? Dạ không. Ok không? Mới tới rúng còn. À mới tới rúng hả? Dạ. À, tự nấu, tự bật ga rồi nấu luôn hả? Dạ. À. Ừ, giỏi hả? Nhưng mà bật ga là một mình nó nấu nguy hiểm với ta. Dạ không có cho, ở nhà không có cho bật ga. Anh ở nhà anh nhấm bật lửa than á. Anh nướng thịt. Bây giờ nấu nồi cơm điện. Cơm điện thì bày là do gạo cho sạch rồi lấy khăn nó lau nước hết rồi mình mới cắm điện. Chứ còn ngồi ra là không có cho bật ga, tại sợ nhiều khi bật nó bị xì ga. Ừ, nó xì ga ở nhà nó không biết, nó đốt lần chứ. Lần có bật ga nha con nha. Dạ. Bật ga lỡ nó xì ga là con không biết, con lấy hộp quẹt con đốt cái là nó mệt lắm, coi lỡ có chuyện gì khổ. Cứ lấy cái thớt than là nấu. Rồi mỗi tháng đó chị làm tháng được khoảng 4 triệu cả nhà. Hiện tại bây giờ là làm chỗ đó được bao nhiêu tháng hả chị? Dạ mới làm được 1 tháng mấy à. À 4 triệu tháng lãnh lương lần nào chưa? Dạ em cứ nửa tháng là em được lãnh lương một lần. À nửa tháng lãnh lương một lần. À mỗi tháng là lãnh 2 triệu cả nhà. Nói chung 4 triệu ở quê nói chung cũng được. 4 triệu đủ nuôi hai đứa này không? Dạ nếu mà tháng nào mà ít đi bác sĩ thì nó cũng đủ. Như tháng trước là bé bị viêm phổi nặng á nên đi bác sĩ hết cũng 1 triệu mấy. Bé này hả? Dạ. Còn con này chắc đâu có bệnh gì đâu hả? Dạ. Ảnh thì hả? Bị viêm họng. Cứ mua thuốc ở ngoài uống, còn đợt trước em cũng dẫn đi bác sĩ cũng gần kìa. Trời, đau hả họng mà chú xem coi. Là người ta khám xét nghiệm máu các loại. Đàm không vậy? Sốt xuất huyết á. Hung cái lửa lại. Có hay bị viêm không? Dạ không. Có hay bị viêm họng không? Dạ không. Hay ho. Ngứa họng hả? Dạ. Tại vì nó ở nhà nó có canh trưa nóng, cứ bỏ tủ lạnh uống đá nên thành ra nó dễ bị ho.
Bây giờ nè, bây giờ mùa lạnh này nó hay bị lắm đúng không? Hôm bữa giờ con có bị không? Dạ có. Đúng, mùa lạnh này ai cũng, nói chung người lạnh, những cái mùa lạnh này á, thay đổi thời tiết á, ai mà bị có tiền sử bị viêm họng á là bị hết. Còn nó ngứa họng. Điều trị đó. Ừ. Để lát ra chú cho cha già thảo liên cho con nhỏ vô họng cho khỏi trị viêm họng nha, khỏi mấy con uống thuốc tây thôi rồi. Uống thuốc tây nhiều nó ấy á con. Uống thuốc tây nhiều cũng không tốt đâu. Lâu lâu thì mình uống thì được. Ví dụ như bị gì nặng quá thì uống. Uống ngưng thuốc tây bóp cho uống siro ho. Tại vì siro ho nó dạng như thuốc nam á, nó mát cổ họng nó đỡ, nó nóng hơn là thuốc tây. Ừ. Còn con bé thì đang điều trị thuốc tây. Uống ngày mai nữa là tái khám lại. Bây giờ hai chú cháu mình đi ra coi táo của bà ngoại nha con nha. Dạ. Bà ngoại hay bà nội? Bà ngoại. À bà ngoại. Nhưng mà có một cái là bà ngoại là bà ngoại nuôi của mẹ con đúng không? Dạ. Có là nghĩa là mẹ nuôi. Mẹ con là mẹ bà ngoại ruột của con bây giờ ở đâu à? Bà ngoại ruột của con thì ở trong Bình Dương à. À bà ngoại ruột ở trong Bình Dương. Dạ. Bà ngoại này là bà ngoại nuôi cả nha. Như ngày xưa thấy chị hoàn cảnh không có mẹ là bà ngoại về cưu mang nuôi tới giờ. Dạ. Bây giờ dẫn đi thăm vườn táo nha. Bà ngoại con đi đâu ạ? Dạ ngoại con đi chợ. Cái táo này là ngoại con làm hả? Dạ. Con có phụ ngoại làm táo đâu? Dạ không, ngoại con chỉ phụ ngoại chén nước thôi. Chết rồi, mùa này chắc bà ngoại con bể rồi con. Táo teo trái rồi, thấy không? Cả nhà thấy không? Tại vì táo này mà nó vào một cái thời tiết mà khắc nghiệt cái là teo trái hết rồi, thấy không? Lý ra là từ này nè, lên tới đây là bông nhỏ như thế này, trái nhỏ như thế này hay không? Cả nhà. Nhưng mà bây giờ không biết cái thời tiết như thế nào nó ảnh hưởng tới táo, năng suất nó teo hết thấy không? Con nhìn con để ý thấy không? 10 trái, con thấy nó teo có 8 trái rồi thấy không con? Không? Dạ, nè, thấy chưa? Đó. Bởi vì kia cái gì nó cũng dễ cái nhà, nó đâu có dễ ăn luôn. Nó phụ thuộc vào thời tiết khá nhiều luôn á. Bây giờ tìm táo để quay cho cả nhà xem nó cũng hơi khó luôn đây nè. Đây nè. Đó, được mấy trái rồi không? Nói chung là nó còn nhỏ chứ thôi. Nó chưa có lớn nha cả nhà. Đó thấy không? Đó. Đó, được 2 4 5 6 7 8 trái thôi. Đấy, còn mấy trái kia nó teo hết luôn. Con phụ ngoại chạy nước chạy đồ hả? Dạ. Ngồi xuống đi. Ngày xưa bà ngoại ruột của con ngày xưa là để mẹ con ra. Dạ. Xong nuôi mấy năm rồi giao cho bà ngoại vài nuôi. Con không biết nữa. À. Cái đó thì hỏi mẹ con. À. Ngày xưa thì thép nghe bà chị kể là bà ngoại ruột sinh ra nhưng mà như nuôi mấy năm hay sao á. Rồi bà ngoại của bé này là ngoại nuôi á. Cũng nói chung cũng ở sát nhau luôn. Rồi xong sau này lấy chồng lấy đồ là bà ngoại nuôi lo hết luôn hả? À. Bữa giờ là ba mất cả năm này nhớ ba không? Dạ nhớ. Nhớ không? Nhớ nhiều không? Nhiều. Con lâu lâu có khóc được không? Dạ không. Nhìn ảnh vậy đó anh dễ khóc lắm hả nha. Xúc động cái khóc liền à. Thôi đừng buồn nữa nha con nha. Dạ. Đẹp trai, dễ thương. Bé kia cũng dễ thương. Anh này anh giống mẹ, còn bé kia gì? Anh này giống ba, mũi cao rồi đẹp trai giống ba, còn bé kia thì giống mẹ nha cả nhà. À, cách đây hình là cỡ năm mấy á, thì thép cũng nói chung là cũng bà con cũng giới thiệu, cũng chia sẻ là hoàn cảnh của anh Phong đi hái dừa á cả nhà. Hái dừa đi gánh dừa á, xong bị sụp cái lỗ, rồi dừa nó đè đúng không con? Dạ. Dừa nó đè xong rồi ảnh bị liệt nửa người cả nhà. Anh liệt nửa người xong ảnh ngồi xe lăn. Nói chung khi mà bị liệt á, mình ngồi xe lăn lâu ngày á, nó bị liệt á, thì cái những cái trong cơ thể mình gan thận đồ này kia nó suy giảm hết, rồi từ từ sức khỏe anh yếu, rồi xong anh mất được gần giáp năm à, mất gần giáp năm à. Bây giờ còn ước mơ làm giám đốc nữa không? Dạ không. Sao rồi, sao bỏ rồi? Con chỉ có ước mơ làm bác sĩ. Ủa cho hết làm giám đốc rồi hả? Dạ. Sao vậy? Con không thích. Sao không thích nữa? Sao lúc trước chú thép hỏi ước mơ làm gì nó thích làm giám đốc mà. Nhưng làm giám đốc không có cứu được ai. Nhưng à, con thích làm bác sĩ, chữa bệnh được. À, làm giám đốc không cứu được ai hả? Dạ. Làm bác sĩ mới chữa bệnh được hả? Dạ. Lý do sao mà bây giờ thay đổi ước mơ làm bác sĩ rồi?
Lý do là làm giám đốc kiếm tiền nuôi ba mẹ được. Nhưng mà khi ba mẹ đổ bệnh á, thì mình đi bác sĩ thì cũng cũng xa. Nhưng mà cho nên là con thay đổi ý định làm bác sĩ. Làm bác sĩ để cho có mà bác sĩ lúc nào cũng có ở nhà đúng không? Lỡ ba mẹ bệnh là mình cứu trong ngay và luôn hả? Dạ. À hay cho ta. Mà làm bác sĩ học tiền nhiều lắm á nha con. Dạ, không biết. Không biết hả? Dạ. Ồ, hôm bữa nay suy nghĩ khác hả? Bà Quải về hả? Dạ. Bà Quải ơi. Quải đi đâu á Quải? Dạ. Bữa nay anh suy nghĩ khác rồi cả nhà ơi. Này anh suy nghĩ làm bác sĩ à? Nó ủa chứ bác chỉ có bác sĩ mới cứu được hả? Dạ. Ngày xưa suy nghĩ làm giám đốc, giờ hết làm giám đốc rồi, giờ qua làm bác sĩ rồi. Không biết không? Ở nhà nấu ăn. Nấu ăn hả? Nấu ăn rồi. Nên nói chuyện cho bà Quải tới coi. Dạ. Bà Quải đi đâu mới về hả bà Quải? Chợ giùm cho nhà nó. Ủa để bà Quải đi chợ giùm luôn hả? Đi chợ cho nhà nó luôn à. À. Ủa Quải. À, ngày xưa là cái chị mẹ của bé Hân á là bà ngoại ruột sinh ra là không nuôi không ngoại? Không ạ. Nuôi bà bỏ. Nuôi được mấy năm? Nuôi 2 tháng rưỡi. À nuôi được 2 tháng rưỡi. Bà bỏ là mình mới xách về mình nuôi. Dạ. Mà họ 2 tháng rưỡi bạn cầm chân nhớ mấy. Dạ. Rồi ngoại xách về nuôi tới giờ luôn hả? Xách về nuôi tới giờ luôn á. Tới khi lấy chồng. Lấy chồng thì cũng gả vợ gả chồng nha, làm đám đồ cũng tự làm kêu bà ba. Kêu bà bám về thôi cho dần ha. Dạ. Yeah. Anh ấy rồi cái ân cái ông sau này biểu quá thì mẹ bà nợ thằng này này phải vô gặp mặt nó trời ơi người ta lạ ở quầy quê sắm biết vô lúc đó người ta tìm đường ta đi. Dạ. Yeah. Rồi thôi ở đây làm luôn. Nói chung là Quại nhìn Quại năm nay cũng 60 mấy tuổi rồi kìa. Mấy? 62, 63. Nhưng mà Quại khỏe lắm nha. Thiệt có chứ? Thang. Tại vì Quại táo đồ lầu một mình Quại chăm hết. Này, mau xịt thuốc xong rồi đi chợ. 60 mấy tuổi vẫn xịt thuốc táo đồ bình thường cả nhà. Chưa chắc về thanh niên mà bằng khỏe bằng bà đó nha. Thì bây giờ mình bà khỏe lắm. Mình dái sao cho trời hoặc cho mình mạnh tay khỉ chân hơn. Dạ. Mình làm cho cháu có đưa vô được học mà cô biểu đóng tiền luôn. Thơ để cho Quại đóng luôn cho con. Dạ. Nhà có nhà bây giờ có sổ hộ nghèo chưa con? Dạ chưa. Chưa mất chắc hộ ra nè. Mới khắc khổ ra đây, mới khắc khổ chưa có hả? Chưa có. Giờ nói với con đó, nó nói phải để qua sang năm. Tại vì mẹ đơn thân chắc là cũng có từ từ con. Từ từ, tại vì hộ nghèo một năm họ phải là set up họ làm lại chứ không phải muốn vô vào là vào đâu. Có ngày, có tháng đàng hoàng chứ. Có nghĩa là ví dụ như ở trong cái thôn con á, người ta cấp cho 20 hộ nghèo đúng không? Đó, cấp cho nhà con 20 hộ nghèo. Thì nhà con muốn vào hộ nghèo á thì người ta phải xem xét rồi người ta sẽ lọc ra một người ở trong thôn á thoát nghèo thì đúng mới đưa nhà con vào hiểu không? Yeah. Chứ không phải là mình muốn hộ nghèo là hộ nghèo đó nha. Thì nói chung là cũng đỡ có hộ nghèo rồi cũng bảo hiểm rồi nó cũng đỡ con. Cái bảo hiểm nó với là mẹ nó đó cũng có. Có bảo hiểm rồi đi học đi đồ nó cũng đỡ chi phí nhưng mà cũng đừng có vài năm thôi nha. Cố gắng là sau này đi học rồi lớn lên đi làm rồi thoát nghèo nha con nha. Yeah. Chứ đừng có tự hào về nhà mình có hộ nghèo. Nhà chú Thép ngày xưa cứ hộ nghèo mười mấy năm luôn á. Từ lúc mà mình còn năm học lớp 6, nhớ là lớp 6 12 tuổi, cho đến năm mình 20, năm này 27 hả? Cho đến năm mình 20, mấy rồi quên rồi ta. Mình làm YouTube là 3 năm rưỡi đây đúng không? Thì năm này 27, có nghĩa là đến năm Thép 22 tuổi. 12 tuổi cho 22 tuổi là lúc là mấy năm con? 10 năm đúng không? Dạ. 10 năm hộ nghèo cả nhà. Tới năm 22 tuổi thì Thép làm YouTube thì lúc đó tới năm 25 tuổi thì Thép mới xây cái ngôi nhà thì lúc đó mới được thoát nghèo cả nhà. Vậy là mới thoát nghèo được 25, 27 mới thoát nghèo được hơn 2 năm hay thôi. 2 năm. Hơn 2 năm hay thôi chứ ngày xưa cái cuộc sống của Thép cũng cơ cực lắm. Nên cũng có hộ nghèo cả nhà. Nhưng mà bây giờ thoát nghèo rồi. Ráng cố gắng hay giờ biết sao. Cố gắng mà học rồi. Bảo gì nó bây giờ bà ngoại cũng không có. Giờ bà ngoại cho học mà. Cho con tiền con ăn con đi học. Con ráng con học. Thì giờ nuôi hai đứa con. Thấy nó đó cứ sáng nó đi làm 7 giờ đi
làm rồi cái bắt đầu bỏ nhỏ cái chiều cái mình chạy đi chữa sò cho đồ về cái đó dùm. Rồi về thằng này nó dùm. Ủa hoài bán sò nữa hả? Bán sò rồi bán than nữa hả? À. Bỏ ngay còn móng á. Bán sò rồi còn bán than rồi trồng táo nữa. Chứ giờ ráng chứ. Ông hoài đi đâu rồi? Ông chết lâu rồi, ông chết hồi 2017 à. Ông trời đi, ơi, còn ông thôi chứ. Ông đi nghỉ vụ quân sự đó hả? Trời. Ráng. Chị ráng làm. Bữa giờ thì chú thép tưởng là ông ngoại còn. Vậy là một mình mà ngoại làm táo rồi đi bán sò rồi đi ấy than vậy hả? Dạ. Bà ngoại giỏi ghê hơn cả nhà. À bây giờ vô cho mà tay chân bà ngoại nhìn rất khỏe nha. Bây giờ vô cho nấu ăn bây giờ chạy đi chỗ than. Nhìn bà ngoại nhìn rất là nội lực luôn thôi bà ngoại đi ngoại để trễ để con tâm sự với bác sĩ cái. Đi qua bên Long Bình luôn chỗ. Dạ. Bà ngoại khỏe ghê luôn trời. Nó cứ đi cửa ngoại khỏe quá con ơi. Rồi ráng cố gắng học để không phụ lòng bà ngoại nha con. Dạ. Chú thép tưởng đâu ông ngoại còn chứ. Ông ngoại mất lâu rồi. Một ông mình bà ngoại mất cách đây 5 năm. 5 năm à? Dạ. Một mình bà ngoại bươn chải làm táo hai vàng mấy vàng táo mấy vàng? Dạ hai. Hai vàng bự chứ. Hai vàng cũng chắc cũng cỡ 5 sào chứ con. Rồi còn đi bán than rồi đi chở sò đồ phụ thêm nữa. Rồi đi học đi đồ thiếu tiền rồi có xin bà ngoại không? Dạ không. Con xin mẹ. À xin mẹ hả? Mẹ nói để từ từ. Xong dạ. Cái ngoại thấy vậy ngoại cho luôn. À ngoại cho luôn hả? Dạ. Rồi lỡ mà xin là xin tiền đóng cái gì? Đóng tiền học, tiền bảo hiểm, tiền quỹ lớp. À. Một năm thì con đóng bao nhiêu tiền? Năm trước á? Năm trước thì con đóng có 1 triệu mấy. À. Rồi năm nay cũng vậy luôn. Rồi đồng phục rồi quần áo rồi sách vở rồi ai cho con hay là con tự mua? Xài đồ cũ. Xài đồ cũ của bạn hả? Đâu có, xài đồ cũ thì năm ngoái còn mặc vừa thì mặc. Ừ. Không vừa thì cũng để đó. À. Ý là chú hỏi là sách vở. Sách vở thì mẹ mua. Mẹ mua mới hả? Dạ. À, mua đồ mới cũng ngon đó con. Có nhiều bạn xài đồ cũ không ạ? Còn cũng có bạn á thì cũng cho con sách. À, cho con sách hả? Nhà nó dư sách. Rồi con đi học trong lớp trong đồ là cô giáo có biết con không? Dạ biết. Sao biết? Coi video của chú hả? Đâu có. Con học cô giáo chủ nhiệm thì học chủ nhiệm từ năm lớp 4 tới năm lớp 5 luôn. À. Mấy bạn bè mà coi video của chú thép rồi con lên học trong lớp trong đồ mấy bạn bè có biết không? Dạ biết chứ. À biết không? Rồi biết cô có ngại không? Dạ không. Sao không ngại? Ngại chi? Bạn bè với nhau mà ngại. À, bạn bè với nhau nhiều khi thấy chú thép quay gia đình khó khăn khổ rồi này kia con đi học con có mặc cảm không? Dạ không. Bình thường. À bình thường. Cũng hay chơi gặp ngày xưa mà chú thép tính mình cũng hay ngại với cả nhà. Mấy đứa nhỏ suy nghĩ gì cũng tốt á. Rồi ráng cố gắng á nha con nha. Dạ. Nghe chú thép hỏi này lỡ nếu mà có sự lựa chọn này con có hai sự lựa chọn. Một là con sinh ra nhà của con, nhà cuộc sống cơ cực thấy khổ không? Dạ. Buồn không? Khổ buồn không? Dạ buồn. Khổ chứ. Khổ buồn hả? Dạ. Rồi hai là con sinh ra một ngôi nhà giàu có, nói chung là tiền bạc không thiếu, là con chọn nào? Con chọn nghèo khổ. Ủa sao chọn nghèo khổ? Khổ trước sướng sau chứ. Chứ mình chọn sướng chứ thì sau này cũng khổ à. Hay ta. Khổ trước sướng sau thế mới giàu hả? Dạ. Ô hay cả nhà. Ô bữa nay là giám đốc làm thế bất ngờ kìa trời. Khổ trước sướng sau thế mới giàu nha cả nhà. Chứ đừng có sinh ra một cái gia đình giàu xong bắt đầu sau này không biết làm gì hết, lúc đó mới khổ thôi. Dạ. Tại vì khi mà con sinh ra một cái gia đình giàu thì cái tuổi thơ con á nói chung là không có thiếu thứ gì hết á. Mà lỡ nha, sao có cái sự cố thì ba mẹ con mất đi vậy? Thì con không biết làm gì hết đúng không? Dạ. Còn bây giờ con sinh ra một gia đình nghèo, cái gì con thứ gì con không biết làm hết á, lỡ sự cố ba con mất đi thấy không? Con vẫn phụ mẹ rồi nấu cơm đó đồ. Ở sau này cuộc sống nó thay đổi ha. Rồi con đi học rồi có kiến thức rồi con làm cái này cái kia thấy lúc đó mới giàu ha. Dạ. Hay á. Anh lớp 5 mà anh suy nghĩ cũng chững chạc hết chứ. Ở nhà chơi rồi có đánh em được không? Dạ không. Mà chú thấy nó sao em con năng hiếp con dữ vậy? Con đâu có chọc nó gì đâu. Nó nhéo mặt nhéo nó cắn.
Thôi đi vô đi. Đi vô chú đưa cho cái chai viêm họng này xài giờ, giờ bữa đừng uống thuốc tây nữa, xài cái đó cho nó đỡ. Bây giờ ngồi đang nói chuyện. Anh ngại. Không mấy ông mà ngại 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 gì, cũng mấy lắm nè. Quen một cái anh giỡn rồi thôi chứ. Chơi mà anh đánh anh không rồi thôi chứ. Ồ rồi cái gì mà không được, bắt đầu cái nhớ rồi anh dám không biết rồi bỏ chạy à. Ngực chứ trời. Sao mà anh mét luôn vậy, em mới giúp con không bỏ chạy. Anh nghịch ghê. Con nuốt hết nước bọt trong miệng con ơi. Nuốt hết rồi cho chú. Dạ. Rồi hả miệng ra. Cong cái lưỡi, cong cái. Hai con hả miệng ra cho chú xem nó thấy cái lỗ bên trong nó sưng nhiều không ta. Hình như cái này phải lấy đồ đè mới thấy được. Bình là lấy cho chú à. Không có cái đồ đè. Con có đồ đè lưỡi không? Dạ không. Con có tăm bông. Coi thử coi. Lấy tăm bông cũng được. Dạ. Coi thử nó sân bự không cả nha. Để tao mong đẹp. Hả mày nè. Nó sân bự không con? Để chút coi. Không thấy luôn, phải có cái đồ đề, cái này yếu quá. Không, lấy cái muỗng nó quay đầu lại. Nắm lưỡi nữa nè. Đâu có lưỡi này đúng không? Cái này mới bị hay sao, bị lâu rồi? Có đau không? Có đau không? Mà nó bị quanh năm, nó để quanh năm vậy luôn á hả? Có rút có rút không à. Rồi có bị, có bị sâu không? Thay hết răng chưa? Thay hết răng chưa con? Chưa. Một cái sâu nè, đen đen nè, thấy không? Cái này thay chưa ta? Cái trong đó hình như là... Cái này thay chưa? Chưa. Ờ chưa hả? Tưởng đâu thay rồi mà nó sâu vậy là thua. Đi đâu thấy cũng hay đem mấy cái chai thuốc để coi có ai bệnh đi tặng cho người ta luôn cả nhà. Tại vì bây giờ thời tiết lạnh, cái thời tiết bây giờ nó lạnh, thay đổi nhiệt độ khoảng 3 ngày nay thì thuận tự nhiên cái nó đang 25 độ buổi sáng, cái giờ nó thay qua một cái còn 15 độ mỗi buổi sáng nha cả nhà. 5 giờ sáng ngủ dậy là 15 độ, lạnh như là mở máy lạnh vậy đúng không con? Nhiều cô chú lấy sản phẩm về mà nói ủa sao gì sao đút vô, gì sao đút vô. Mở ở đây ra nó có cái ống thủy tinh gì cả nhà. Đó, thấy chưa? Dễ hay không? Rồi nghe lời chú nè. Sáng sớm. Dạ. Con lấy kem đánh răng bỏ vô bàn chải đánh răng đúng không? Con lấy cái này một giọt. Con nhỏ vào cái bàn chải đánh răng, con đánh răng. Hiểu không? Dạ. Mẹ con cũng đánh luôn. Để cho sâu răng với lại cái mảng bám vàng vàng á, nó sẽ đi hết với lại nó không có hôi miệng. Dạ. Sau khi đánh xong con uống cho chú một ly nước vô. Này, tao bây giờ nè mới coi thử cái sức chịu đựng của giám đốc coi thử có chịu đựng được không. Hả miệng ra. Hai giọt nha. Dạ. Rồi nhậm lại. Coi chảy nước mắt luôn nè nha. Thấy chưa? Nhậm lại thấy chưa? Nhìn ra đây cho cô chú xem nè. Nuốt từ từ. Nuốt vô từ từ. Nuốt không có nuốt hết mà nuốt từ từ. Con nuốt từ từ để cho nó thuốc nó nằm ngay cái avidan ngay chỗ khối viêm của con á. Rồi nhâm nhâm thuốc coi thử nó thấy nó là sao. Nó như là bị bạch hà. Nó bạch hà, nó có đắng không? Dạ không. Nghĩ sao thuốc này mà không đắng thì trời. Con thấy bình thường mà. Phải không? Đó. Chị thử coi chị, thuốc này mà nó kêu nó không đắng. Nó có hơn nè. Nó có lắp trầu đó. Rồi xong đó thì cái tay ra. Rồi hai cái này cho chú. Đây này, hai cái chỗ đây này, hai cái cục đây nè. Thay như thay dầu vậy á. Cục bên đây nè. Rồi. Sáng làm lần, tối trước khi đi ngủ làm lần nha con nha. Làm khoảng cỡ 10 ngày thì con sẽ cảm giác là rất là khó dễ chịu luôn. Ví dụ như con để ý tối nay con cực kỳ rát miệng, đau họng, khó nói chuyện, kiểu mà mình đang nói mà cái họng mình kêu là đàm nó chặn nhiều quá. Cái khi mà con bị viêm họng là đàm nó nhiều lắm. Con để ý cho chú nè, tối con nhỏ trong họng con á, trước khi đi ngủ á, con nhỏ 3 giọt. Con nuốt nhẹ cho chú vậy là con đi ngủ luôn. Chứ con nhỏ xong mà con uống nước á, nó trôi xuống hết nha. Dạ. Con nhỏ xong bắt đầu con nuốt nhẹ khoảng nửa tiếng sau con mới được uống nước nha chị nha.
Rồi sáng mai con ngủ dậy con để ý cái họng con nó không còn rát nữa. Con ráng nó nhỏ nha, đừng có uống thuốc tây nữa nha chị nha. Nếu mà có cái này rồi thì đừng uống thuốc tây nữa nha. Nha. Cảm ơn. Cảm ơn cho con xài. Cái này là bỏ đi, không bây giờ không có làm cái này là để bảo vệ cái nút ấy thôi. Thôi nhớ chú dặn không? Dạ nhớ. Bây giờ lần sau mà bị viêm họng á đừng có uống thuốc tây nữa, cứ lấy cái này xài nha. Còn bây giờ con để bị nặng con xài cho chú 10 ngày liên tục. Khi nào mà nó hết thì ngày con xài 1 lần, hoặc là lâu một tuần lễ xài 1 đến 2 lần để cho nó dễ chịu hơn nha con nha. Anh cười vậy hả? Nấu cơm chưa? Dạ rồi. À chị chú. Hôm nay chú Thiếp cũng có chuyến ghé thăm nhà con. Với lại hôm bữa có cái cô Sơn Trà ở Đà Nẵng á, nói bữa nào chú Thiếp có thời gian ghé thăm giám đốc, tặng cho giám đốc 3 triệu để có cái học bổng để cho con đi học. Thì hôm bữa đi học con đóng nhiêu tiền rồi? Hôm bữa con đi học đóng gần hơn 1 triệu. Gần hơn 1 triệu là 1 năm hả chị? Dạ, mới có đóng học kỳ 1 là 1 triệu mấy á. À. Bộ bảo hiểm luôn. Chứ là học phí, còn học kỳ 2 còn... phải xin thêm thì cô giáo báo cho mình đóng sau. Dạ, thì 1 năm mới tầm khoảng cỡ 2 triệu à? Dạ. Cỡ đó hả? Nhưng mà nghe đâu nói là ở địa phương đang xét duyệt chị vào hộ nghèo đúng không? Dạ đúng rồi. À, dạ bữa có hộ nghèo thì nó đỡ lại cả nhà. Năm sau có hộ nghèo thì đỡ, năm sau sẽ đóng đỡ lại. Cô Sơn Trà ở Đà Nẵng cho con 3 triệu để con giữ con đi học nha. Dạ. Có kinh phí đi học. À, chú Thép cũng tặng cho con 2 triệu. Cô với chú tặng cho con là tổng là số tiền 5 triệu giữ đó có đi học đi rồi nha con nha. Dạ. Mẹ giữ đó khi nào mà có đi học này hay là bệnh đồ này kia rồi có trích ra nha. Chị có xài thẻ không? Xài cái ngân hàng gì? À, BDV. BDV hả? Dạ. Có số tài khoản không? Dạ có. Chị muốn lấy tiền mặt hay là muốn em chuyển khoản? Dạ em lấy tiền mặt. À lấy tiền mặt đi. Khoản là phải lên tới hấp chào. À để rút hả? Dạ. À rồi đây là số tiền 5 triệu của cô Sơn Trà ở Đà Nẵng nha con nha. Dạ. À, cảm ơn cô Sơn Trà. Dạ cảm ơn cô Sơn Trà. Rồi sao nữa? Chúc cô Sơn Trà sao? Con chúc cô Sơn Trà sức khỏe dồi dào. Luôn luôn mạnh khỏe. À, hay quá. Khổ trước xuống sâu thế mới giàu. À, đưa cho mẹ để cho mẹ giữ để có mũi này mũi kia nha. Năm sau tới là phải biết nói cảm ơn nha con nha. Chú ngồi cả ngày ở con là thôi chứ con nói chuyện đã lo. Con giá bài hát, anh dành hát cho mẹ. Hát bài gì? Hát cho chú nghe coi. Hát bài gì? Hát cho chú nghe. Hát chú nghe chú tặng quà cho. Cảm ơn chú nè. Cảm ơn chú. Nó anh nghe đang cười không vậy? Bữa nãy nói chuyện với chú kia mà. Bữa nãy nói chuyện với chú kia hả? Chú kia mới bày vậy. À. Thôi giờ gặp chú Thép này im rồi. Dạ. Thôi bây giờ chú phải đi tới thăm cái hoàn cảnh khác nữa nha con nha. Dạ. Một ngày chú đi khoảng 2 hoàn cảnh lận. Dạ. Chú vô quan Lâm kia thăm cái hoàn cảnh mà cô kia nha. Gia đình cũng xin cảm ơn bên kênh Thép với là mọi mà Mạnh Thường Quân đã ủng hộ gia đình em và theo dõi một thời gian cũng khá dài. Dạ. Cảm ơn tất cả những Mạnh Thường Quân đã luôn đồng hành và ủng hộ cho gia đình anh Phong nha. Và một tổng số tiền mà ủng hộ gia đình anh Phong là chắc cũng cỡ hơn 150 triệu không chị? Em nhớ là cỡ đó. Dạ, em tổng lúc mà từ đầu tới chiếc cuối là được 144 triệu. À 144 triệu. Lúc mà anh đi đám cho anh Phong là 3 triệu. Dạ. Rồi bây giờ là anh cho thêm là 5 triệu nữa. Dạ. Cỡ 150. Cỡ 150 cả nhà. Nói chung chị nhớ kỹ rồi cả nhà. Chị có ghi sổ không mà sao chị nhớ hay vậy? Dạ có xem mới nãy mình mở lại YouTube á. À. Chứ thế thì thế không nhớ nổi hết cả nhà. Chỉ có mình ghi ở trong đây mình lật ra mình coi vậy đó. Tất cả những cái danh sách Mạnh Thường Quân đồ tặng bao nhiêu á Thép cũng đều đỡ để trên màn hình nha cho khán giả Mạnh Thường Quân họ cập nhật nha. Thì một lần nữa thì Thép cũng cảm ơn cô Sơn Trà đã tặng cho giám đốc số tiền 3 triệu với Thép tặng cho 2 triệu đó là 5 triệu để giữ đó đi học nha. Yeah. Ngày xưa làm giám đốc nhưng bây giờ ước mơ là bác sĩ để chữa bệnh cho ba mẹ. Bây giờ là ba mất rồi, giờ là bác sĩ sau này chữa bệnh cho mẹ với em nha cả nhà. Cảm ơn tất cả khán giả đã luôn quan tâm theo dõi video của Thép. Bây giờ sẽ xin phép kết thúc video tại đây. Bye bye cả nhà. Bye bye. Bye bye. Bye bye, bye, bye cô chú.
subscribe.